Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở chapter 1105 trước đó, sau khi lệnh triệu tập Bertacore được thực thi, thì Satan và đô đốc Kyjader đã ra lệnh tất cả hải quân phải nhanh chóng rời khỏi hòn đảo tương lai hết. Còn với băng hải tặc Murom thì cũng đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị chạy trốn. Để rồi gần cuối chapter, với thiên tùng vận kiếm, đô đốc Kyjader đã khiến nhóm của Sanji và bình 05 Atlas rơi xuống với những tay người máy sinh học Bativita Mach 3 đang chờ sẵn. Còn ở chapter 1106 mới nhất này là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó, đặc biệt là sự trở lại của Luffy trong hình dạng Gi năm. Và cũng từ đây, lần đầu tiên Bonnie được nhìn thấy thằng mặt trời Nika, người mà Kuma luôn chờ đợi. Và đối với tôi thì ở chapter này không chỉ có Kuma chờ đợi thái nhân thần Nika, mà còn có rất nhiều người khác nữa. Ví dụ điển hình là hai người khổng lồ Brogy và Doggy xuất hiện ở gần cuối chapter, đánh dấu sự trở lại của băng hải tặc chiến binh khổng lồ. Ngoài ra, tôi còn thấy có một sự trùng hợp khá thú vị, đó là cả trong ba lần hải quân ra lệnh triệu tập Bertacore đều có sự xuất hiện của những người khổng lồ. Và cho nên trong video hôm nay, tôi cho nói lên tất cả những suy nghĩ của mình về nội dung của One Piece chapter 1106. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, như thường lệ, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mở đầu chapter là một sự nối tiếp. Chúng ta thấy xác của một chiến hạm đang rơi xuống bên ngoài vùng biển hết. Xem kìa, đúng như những lời bài báo đã viết, chúng thật sự đã xuống tay. Còn ở bên trong, Luffy đã hấp thụ toàn bộ số thức ăn mà mình đã sử dụng trước đó. Đồng thời mặt đất chỗ của Luffy đang nằm đã biến thành cao su trước sự kinh ngạc của đám lính. Cái quái gì vậy? Hắn đã nóng hết toàn bộ số thức ăn đó. Hắn không phải là con người nữa. Dẫu vậy thì dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cầm hắn lại bằng đá biển. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu thì tất cả đã bị ném bay đi. Còn ở bên trong, Vegapunk đang ngước nhìn Kuma và Bonnie trở xuống sau nhát chém của Doroki Jaru và sự hả hê của Thánh Sao Tình. Hãy bán tan nát cái gia đình sâu bọ đó đi. Và nếu để ý bạn sẽ thấy Thánh Sao Tình luôn căm ghét gia đình Kuma. Có lẽ nó xuất phát từ việc Kuma luôn muốn giúp đỡ nhiều người giống như thằng mặt trời Nika, kẻ thù truyền kiếp của chúng quyền thế giới. Vậy cho nên Sao Tình mới luôn tìm cách hãm hại và khiến Kuma mất đi toàn bộ nhân cách, sống không bằng chết. Dẫu vậy thì mọi thứ không như Sao Tình mong muốn, vì tiến sĩ Vegapunk đã có một phương án dự trù. Theo đó thì vì lo sợ một ngày nào đó Bonnie sẽ phải đối mặt với những tên người máy sinh học này, và ông biết Bonnie sẽ không bao giờ xuống tay với những bản sao của Kuma, và cho nên Vegapunk đã mạo hiểm cả mạng sống của mình khi lén cài đặt một chương trình bí mật lên cơ thể của bọn chúng. Đó là Bonnie sẽ là người có quyền điều khiển cao nhất trong số những người điều khiển, tức là còn cao hơn cả Ngũ Tinh nữa. Điều này có nghĩa Vegapunk đã lừa dối Sao Tình khi đưa Bonnie vào trong danh sách này, và nó không giải thích lý do vì sao tại quần đảo Sao Bờ Đây 2 năm trước chúng ta không hề thấy phân cảnh những tên người máy sinh học này tấn công Bonnie, mặc dù lúc đó mức tiền truy nã của Bonnie là 100 triệu berry. Do vậy thì điều mà tôi quan tâm chính là những gì xảy ra sau trận chiến thượng đỉnh Marineford năm đó. Khi đó Rau Đen đã bắt Bonnie để trao đổi với một con tàu chiến của hai quân. Tôi không biết vì sao Rau Đen lại nhắm tới Bonnie. Có phải Rau Đen đánh hơi được việc chính quyền thế giới rất quan tâm đến Bonnie hay không? Nhưng có một sự thật chúng ta phải thừa nhận rằng mọi chuyện đến với Rau Đen đều có sự tương đồng giống như Luffy. Tức là những kẻ thù hay có liên minh với tứ hoàng Rau Đen đều có mối quan hệ mật thiết với Luffy. Từ Sao Tóc Đỏ, Hổ Quyền Ai, Sabo cho đến mới đây nhất là cựu đốc Kuzan, đội trưởng đội 10 bằng hai tặc tứ hoàng Rau Đen. Và theo tôi, dù sớm hay muộn thì giữa Rau Đen và Luffy phải có một trận chiến lớn. Quay trở lại với những diễn biến của chapter, sau khi bên 05 Atlas nắm với Bonnie những lời mà Vegapunk cần nói, thì ngay lập tức Bonnie trả lệnh cho những tên người máy sinh học Mach 3 dừng lại, quay sang tấn công hải quân. Đừng bắn nữa cha ơi, mà thay vào đó hãy giúp con trốn thoát khỏi nơi này nhé. Để rồi sau đó chúng ta được thấy trọn vẹn những câu nói của Vegapunk dành cho Bonnie. Bonnie à, có một chuyện đã khiến ta trằn trọc mãi không yên. Đó là viễn cảnh con bị sát hại bởi chính người cha Kuma tăng thương, và ta sẽ không bao giờ chịu đựng nổi thảm kịch đó. Và cho nên dù cả thế giới này có là kẻ thù của cháu đi chăng nữa, thì cha của cháu cũng sẽ không bao giờ phản bội cháu. Dẫu biết rằng điều này sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường và một sự trừng phạt không khoan nhượng. Song song với đó, chúng ta thấy Satan đã dùng chân đâm xuyên qua cơ thể của Vegapunk, một cảnh tượng không thể nào kinh dị hơn. Tuy nhiên theo tôi, Vegapunk không bị thương nặng sau đòn tấn công này bởi nó không đi trúng vào tim. Để rồi sau đó, Satan ra lệnh cho đô đốc Kyjader phải giết hết tất cả, bao gồm cả Luffy và băng hải tặc Murom. Kyjader, cử chúng đi, làm cho nhanh và gọn vào nhé. Và bạn thấy gì không? Oda không để cho chúng ta thấy được biểu cảm của đô đốc Kyjader khi Satan ra lệnh tấn công, mà chỉ thấy ánh sáng của Kyjader. Có lẽ tác giả Oda không muốn cho chúng ta thấy điều gì đó. Phải chăng đó chính là những giọt nước mắt của Kyjader? Rất có thể. Chúng ta bắt đầu chuyển sang cảnh đô đốc Kyjader tấn công bằng hai tặc Murom bằng ánh sáng. Theo đó thì tất cả đều bị ánh sáng của Kyjader xuyên qua người, từ Kuma cho đến Franky và mình không nằm Atlas. Chỉ có Sanji là đã được đòn tấn công của Kyjader. Đã có rất nhiều người cho rằng Sanji đã bị trúng đòn tấn công ánh sáng của Kyjader, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Bởi nhìn vào khung tranh thì có thể thấy Sanji đã không trúng đòn của Kyjader. Còn bị phần đô đốc Kyjader với thiên tùng băng kiếm đang chuẩn bị ra tay với Bonnie và Kuma. Bonnie, ta đảm bảo rằng sẽ tiễn hai người trong một nhát chém nhanh và gọn, để hai người có thể đi cùng nhau, sẽ không đau đớn một chút nào đâu. Và bạn thấy gì không? Dù Kuma đã ngưng hoạt động nhưng vẫn có hành động lấy tay để nhát chém cho Bonnie. Nó cho thấy dù có mất đi toàn bộ ký ức và nhân cách, thì bảo vệ con vẫn là nhiệm vụ của một người làm cha như Kuma. Tuyệt vời lắm. Tuy nhiên, Luffy đã xuất hiện kịp thời và tung ra một cú đấm khiến Kyjader bay đi. Chúng ta thấy có một Luffy tràn đầy sức mạnh. Bây giờ thì cùng chơi nào. Sau khi đánh chán vừa xong, ta thấy mình tràn đầy sức mạnh.
Đồng thời lúc này Luffy đã biến toàn bộ mặt đất trên hòn đảo SS thành cao su để đỡ lấy tất cả những người đang rơi xuống. Có phải là do tôi tưởng tượng không nhỉ? Sao tao thấy hòn đảo này cứ đang nhún nhảy vậy? Còn Satan thì cũng đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện nhưng chỉ im lặng và nhìn Luffy. Liệu Thánh Satan sẽ có những hành động gì tiếp theo đây? Là bỏ trốn hay đối đầu trực tiếp với Luffy? Và theo tôi, nếu đối đầu trực tiếp với Luffy thì Satan cũng sẽ giống như Rocky Jr. nhận lấy thất bại mà thôi. Tôi tin là như vậy. Nhưng đó là câu chuyện của những chapter tiếp theo. Còn hiện tại Bonnie đã lao đến giúp Vekamin. Và Vekamin cũng đã tiết lộ với Bonnie rằng Luffy chính là thằng mặt trời Nika, người mà Kuma và Bonnie luôn chờ đợi. Để là sau đó là một trận đấu hoành tráng. Chúng ta thấy Bonnie đã khóc và ngước lên nhìn bầu trời, nơi mà Luffy đang cười tươi trong hình dạng thái nhân thằng Nika. Giai điệu đó ta đã biết và nhìn thấy rồi, nhưng có lẽ con thì vẫn chưa đâu nhỉ. Và ta cũng giống như con vậy, phải tận mắt chứng kiến thì mới tin rằng Luffy chính là thằng mặt trời Nika, người mà Kuma đã luôn tin tưởng gửi gắm và hy vọng. Và Kuma đã đúng. Giờ đây bớt co ở thứ đó chẳng có tác dụng gì cả, bởi trên thế giới này có những người đã chờ đợi Nika hàng thế kỷ. Song song với những lời của tiến sĩ Vekamin thì con robot không lâu cổ đại cũng đã bắt đầu hồi sinh và di chuyển sau khi nghe thấy nhịp tim của Luffy. Và giờ đây thì gần như chắc chắn nhịp tim của Luffy chính là nguồn năng lượng chính của con robot không lâu cổ đại này. Và theo tôi, nó sẽ là nhân tố quan trọng để kết thúc trận chiến tại đất này. Còn lý do vì sao thì tôi sẽ có riêng một video nói về con robot không lâu cổ đại này trong thời gian sắp tới. Và bạn thấy điều gì nữa không? Dù nó ngưng hoạt động nhưng gương ma vẫn ngước nhìn và cảm nhận được Nika. Và đối với tôi, đây là lúc bắt đầu dấu chấm hết cho ngũ lỗ tinh Satan. Bởi giờ đây Bonnie đã được tận mắt nhìn thấy Nika, và cho nên gần như chắc chắn sẽ có một Nika thứ hai xuất hiện với chiêu thức tương lai mấy mó. Dù không mạnh bằng nhưng cũng sẽ được 50% giống Luffy. Tôi tin là như vậy. Bởi trước đó Satan đã cố tình không để cho Bonnie tin vào Nika, mà cho rằng Nika là một thứ không có thật. Và chúng tộc Buccaneer đã đi lan truyền một cái truyền thuyết vô dụng không có thật. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cảnh bờ biển phía đông bắc của hòn đảo tương lai hết. Tức là những không tranh tiếp theo ở cuối chapter 1105 trước đó về việc con tàu chiến của hai quân đã bị đánh chìm. Đơn vị ở phía đông bắc báo cáo, chúng tôi đã đụng độ với một con tàu chiến khổng lồ không tưởng, và bọn chúng đang nhắm vào chúng tôi. Và chúng tôi cứ tưởng rằng bọn chúng đã chết 100 năm trước rồi, nhưng đích thị là bọn chúng. Mà sao bọn chúng lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này nhỉ? Mẹ kiếp, người khổng lồ đang ở đây. Chúng ta tiếp tục đến với một trận đấu hoành tráng nữa ở cuối chapter, và chúng tôi cũng đã biết được hai người khổng lồ dẫn đầu cuộc tấn công này là ai. Đó chính là chiến binh khổng lồ hải tặc Brogy và Dogi. Nhưng chúng kia, Dory, chúng đang hỏi tại sao chúng ta lại ở đây. Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Trên thế giới này có những thứ không bao giờ cản bước được, đúng không vậy Brogy? Chúng ta ở đây là vì cậu đấy, mũ rơm. À mà không, hay chúng ta nên gọi cậu nhóc là thái nhân thằng Nika nhỉ? Và như đã nói ở phần đầu của video, đối với tôi thì không chỉ có Kuma mà cả thế giới này với rất nhiều chủng tộc khác nữa đang chờ đợi cái ngày mà Nika xuất hiện. Vậy mới nói tờ truy nã Luffy trong một nhận ghi năm ở Wano là một thứ rất quan trọng. Nó đã khiến cả thế giới phải dậy sóng, chính quyền thế giới phải lo sợ. Và bằng chứng rõ nét nhất chính là sự trở lại của băng hải tặc chiến binh khổng lồ với hai người khổng lồ là Brogy và Dogi, những người đã vừa phá vỡ giấc mơ trở thành vua hải tặc của Kid tại Elbaf. Điều này có nghĩa là gì? Theo tôi, băng hải tặc tóc đỏ cũng đang ở đất gần hòn đảo tương lai hết, nhưng không trực tiếp giúp đỡ băng hải tặc mũ rơm, mà thay vào đó là hai người khổng lồ Brogy và Dogi. Và theo tôi, mục tiêu chính của băng tóc đỏ vẫn là những hành động của băng hải tặc tứ hoàng đảo đen. Khi mà trước đó ở chapter 1079, chúng ta đã thấy con tàu của băng hải tặc tứ hoàng đảo đen xuất hiện ở bên ngoài hết. Liệu trận chiến giữa người đó và kẻ đó mà Oda nhắc đến trong sự kiện giữa Vesta năm nay có phải là đảo đen và sao tóc đỏ hay không? Thật sự rất đáng để chúng ta phải lưu ý. Trên đây là tất cả những suy nghĩ và phân tích của tôi về nội dung của One Piece chapter 1106. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.